Rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một món ăn vặt. Món ăn rất là thanh mát và cũng rất là đơn giản và dễ làm. Đó chính là rau câu dừa, rau câu nước dừa tươi mình đó. Khi mà mình làm cái món ăn này nè, cho các bé thì các bé thích vô cùng luôn. Tại vì nó dễ ăn và ăn cũng mát mẻ trong người mình nữa. Và nếu mà gia đình mình có đám tiệc gì đó, mình có thể làm cái món này để mà mình làm món tráng miệng, cũng rất là ngon luôn và mọi người cũng rất là ưa thích nữa. Trong những ngày hè nắng nóng á, mình có một ly rau câu dừa thanh mát như thế này để mình ăn thì có gì ngon bằng nữa. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản ha. Mình chuẩn bị 1 lít 4 dừa tươi. Các bạn mua dừa thì đừng có non quá và cũng đừng già quá ha. Dừa thôi thì nước nó mình làm sẽ ngon hơn. Loại rau câu dẻo này nè, mình mua ở tiệm tạp hóa ngoài chợ, tiệm nào cũng có ha. Và nếu các bạn mà dùng nhiều quá thì mình tăng cái thành phần nguyên liệu lên gấp 2 hoặc gấp 3 lần nha. Và tiếp theo là 200g đường phèn. Mình dùng đường phèn mình nấu nó sẽ trong và ăn thì nó sẽ rất là thanh mát luôn. 100ml nước cốt dừa đậm đặc, 1/3 muỗng cà phê muối và 100g cơm dừa. Cơm dừa thì các bạn dùng nhiều cũng được, không sao nha. Thì mình chuẩn bị một cái nồi nè để mình cho đường vào. Rau câu này nó cũng có hướng dẫn cho mình sử dụng để cái mức nước dừa bao nhiêu. Thì nó chỉ là để 1,5 lít, nhưng mà mình thì mình để 1,4 lít thôi. Còn nếu như các bạn muốn ăn cứng, ăn giòn một tí nữa thì mình để 1,3 lít, 1,2 lít. Còn mình thì mình để 1,4 lít là nó dừa luôn đó. Thì mình sẽ trộn chung với đường nè, mình cho vào với đường. Mình lấy giá mình trộn lại á, mình trộn chung lại như thế này nè. Thì khi mình cho nước vào, nước dừa vào đó, thì nó sẽ không có bị quến cục. Khi mình nấu lên nó sẽ trong trẻo và rất là ngon luôn. Mình trộn đều lại như thế này rồi ha. Thì mình chuẩn bị một cái gây để mình lược cái thau nước dừa lại. Nhiều khi nó còn bụi ở trong cái thau nước dừa lúc mà người ta chặt đó. Cho nên mình lược kỹ lại như thế này là nó sẽ ngon hơn. Khi mình cho nước dừa vào rồi đó, mình lấy giá mình quậy để cho rau câu nó tan đều ha. Khi mình quậy cho nó tan đều rau câu rồi thì mình sẽ bỏ qua một bên á, mình ngâm mình đợi khoảng 30 phút để mình nấu nha. Đường thì nó to quá cho nên mà cũng không sao đâu, mình để đại đi. Rồi tới khi mình bắt lên nấu đường nó cũng tan ra. Và tiếp tục mình sẽ cắt cơm dừa. Cơm dừa thì mình sắc sẽ hơi mỏng mỏng ha, và sắc sợi, sợi hơi ngắn thôi đừng dài quá. Mình để vào trong cái ly cho nó dễ chứ không gì. Thì nếu như mà các bạn muốn ăn dày một tí thì mình sắc dày một tí ha. Và cơm dừa này nè, nếu mà các bạn không thích ăn á thì mình bỏ qua cái phần cơm dừa này cũng được, không sao hết nha. Nhưng mà mình thấy để cơm dừa vào ăn béo béo cũng rất là ngon luôn. Thì mình sắc hết rồi mình sẽ cho vào chén lại nha. Và tiếp tục mình chuẩn bị ly để mà mình để cơm dừa vô trước ha. Ly này thì các bạn mua ở tiệm tạp hóa thì mình hỏi ly đổ rau câu dừa là người ta bán cho mình nè. Mua cũng rất là dễ mua luôn. Thì mình cho cơm dừa vào thì mình chia ra ha. Mình gấp vô mình chia cho đều là vào trong những cái ly này cho nó đều hết ha. Tại vì mình bỏ vào trước như thế này nè, một chút nữa mình nấu rau câu mình cho vào nó mau và nó dễ hơn nữa. Đây là phần cơm dừa mà mình đã cho vào ly xong rồi nè. Thì thời gian cũng được 30 phút rồi ha. Thì rau câu mình nở ra và sánh kẹo như thế này nè. Và mình chuẩn bị mình bắt lên bếp đi. Các bạn cho lên bếp á, mình cũng lấy giá mình quậy ha. Để cho nó tan đường, cái lớp đường ở dưới á. Và mình mở lửa trung bình thôi. Nó sánh kẹo vậy đó, nhưng mà khi nước sôi lên thì nó sẽ hết. Và loại rau câu thì nó sẽ như thế đó, cho nên là các bạn đừng có lo nha, đừng có lo sao mà nó cứng này kia nọ. Và có bọt thì mình sẽ hớt cho sạch bọt. Tại vì nếu như mà mình không hớt sạch bọt ha, thì tới khi mà mình đổ vào ly á, cái ly rau câu mình nó sẽ không có được trong trẻo và không có đẹp đâu. Và mình tính thời gian á, từ khi mà nước rau câu mà sôi lên ha, là tới khi mà mình đổ được là 7 phút nha. Các bạn nấu sôi độ 7 phút nữa thì mình sẽ hạ ga lại cho nó thật là nhỏ ha, để mình chuẩn bị mình đổ rau câu nha. Thì mình nấu cũng được 7 phút rồi.
mùi thơm quá trời luôn á các bạn. Thì mình sẽ hạ ra cho thật nhỏ nhỏ ha, mình hạ ra nhỏ như thế này nè, để mình đổ vào ly nha, mình chuẩn bị mình đổ vào ly. Quan trọng là mình hớt cho thật là sạch bọt luôn ha. Thì khi mà mình đổ vào á, trên cái miệng ly nó có một cái ngắn, đường ngắn ngang đó, mình đổ vừa tới cái ngắn miệng ly đó được rồi. Mình không có đổ đầy ly ha, tại vì mình còn cái phần nước cốt dừa nữa. Thì mình lần lượt á, mình múc mình đổ cho hết vào những cái ly này đi. Và khi các bạn đổ vào ly đó, mình chừa lại là 200ml nước rau câu dừa mình nha, để mình trộn với nước cốt dừa đậm đặc của mình đó, mình cho vào mình trộn chung. Và mình can độ trong vòng là 5 phút á, thì mình sẽ đổ vào trong cái ly rau câu dừa tiếp tục nữa ha. Nếu mà các bạn để lâu quá nó cứng, nó sẽ bị chốc lớp, sẽ không ngon đâu. Thì khi mình cho vào á, thì là một ly này một muỗng canh, mình độ là một muỗng canh ha, mình cho vào một muỗng canh là nó đầy lên miệng như thế này nè. Và lần lượt mình sẽ cho vào ly hết đó các bạn nhìn ha, nó vừa dặn như thế này là nhìn rất là đẹp luôn. Và mình lấy nắp á, mình đậy lại để ở ngoài trong một giờ cho nó thật là nguội. Rồi thì nhà mình có tủ lạnh đó, mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và mình để vào khi nào mà thấy lạnh thì mình sẽ lấy ra mình ăn dần. Đây là dĩa rau câu mà mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh, mình vừa lấy ra nè. Các bạn nhìn thấy nó trong và rất là lạnh luôn á. Mình ăn như thế này nó sẽ rất là mát luôn. Để mình lấy ra mình chẻ ra cho các bạn xem nha. Những sợi cơm dừa đó ở trong nhìn rất là đẹp. Và rau câu mình làm không có bị chốc lớp. Để mình chẻ hai cho các bạn xem ha. Trong và rất là đẹp luôn. Và thơm cái mùi nước dừa của mình đó, rất là thơm nữa. Và quan trọng nhất là nó rất là dẻo luôn. Nó miếng rau câu mình rất là dẻo ha. Vậy là món rau câu dừa của mình làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.